Kiến ơi à, Kiến là gần đây bên núi Kiến, bây giờ cái này Kiến cầm thấy cây tăm bông nè. Không cần cái tăm bông khô sao? Không, Kiến đứng bên cạnh này nè. Kiến thấy mà lỡ mà bị con nạn mà nó rơi cái nó nè, cái nó tăm bông Kiến chậm liền á. Hiểu không? Đứng trên này mới nhìn xuống mới thấy, là đứng dưới nó nhìn lại không đây này. Thank you.